Về giao diện thì số quốc 2021 năm nay sẽ có 4 sự thay đổi chính. Thay đổi thứ nhất đó là phần mềm số quốc 2021. Nó đã cải tiến cho chúng ta các cái tùy chọn về màu sắc của sketch. Giờ đây thì các anh chị có thể là tùy chọn các màu sắc một cách dễ dàng, đơn giản. Đó. Và tiếp theo, cái sự thay đổi thứ hai đó là giờ đây các anh chị có thể thu gọn thành Command Manager, giúp cho cái không gian thiết kế của anh chị được rộng rãi hơn. Đó, chúng ta dễ dàng làm việc. Đến với cái sự thay đổi thứ ba về cái giao diện của số quốc đó là đối với thẻ Shortcut Bar và thành Command Tab ở trong hộp sọ Customize này. Thì giờ đây anh chị có thể là tìm kiếm các câu lệnh và lấy nó ra một cách nhanh chóng và đơn giản. Bằng cách thì các anh chị chỉ cần là nhập tên của các câu lệnh vào trong cái mục search này. Đó, thì các anh chị là khi mà anh chị bấm tìm kiếm thì nó sẽ liệt kê ra và các anh chị việc nắm và kéo thả ra như ngoài vùng đồ họa chúng ta làm việc. Tiếp theo, đến với một cái thay đổi cuối cùng trong phiên bản số quốc 2021 năm nay về giao diện. Đó là phần mềm số quốc 2021. Nó đã hỗ trợ cho chúng ta có thể redo, quay lại các cái future mà mình đã cần chôn dép, undo trước đó ở trong cái môi trường bug. Ở trong cái môi trường bug này anh chị, chúng ta có thể redo tối đa được 60 cái future. Redo tối đa 60 future. Như vậy thì em đã giới thiệu cho mọi người những cái sự thay đổi về giao diện của số quốc 2021.